Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi, mình là Bonsai Tự Nhiên đây. Hôm nay tiếp tục gần Tết rồi các bạn. Mình sẽ giao lưu với các bạn một cái cây mai tàng nha các bạn, một cây mai giáo. Đó. Đây, cây này đúng Tết luôn các bạn, búp rất là nhiều luôn, búp gần như là kiến coi luôn ha. Mình quay sơ qua, tí mình đo thông số cho các bạn coi nha. Một cây mai giáo nha các bạn, dòng Bình Định nha. Cây tàng rất là cao luôn bạn. Nè coi nè, búp nè. Nó bây giờ nó bắt đầu là những cây những búp ấy là nó bắt đầu nó bung lụa nó ấy rồi nè các bạn. Cái đây một tuần nữa là nó bung hết đi. Cái này là đúng tết luôn các bạn. Không sớm đâu. Này, có mấy cái bung ở rồi, còn lại là chưa bung rất là nhiều, nên nó mới có lột lụa. Ha. 10 ngày nữa là ok nha các bạn. Búp rất là nhiều luôn các bạn. Đó. Để mình đo thông số cho các bạn coi nha. Các bạn nào ủng hộ thì liên hệ với mình nha. Giá của cái cây này là 8 triệu nha các bạn. 8 triệu chưa bao gồm phí ship nha. Mình báo giá là để cho các bạn mua chứ mình không có thách đâu nha. Cái này đang ở chỗ mình làm, chỗ công ty mình. Các bạn nào liên hệ thì ghé qua chỗ công ty mình lấy. Mình ở Quy Nhơn nha. Cái này đang ở Quy Nhơn ấy, chỗ mình làm. Đây. Chiều ngang cái tàn á là các bạn là 1,7 m nha các bạn. Để đây tranh cho bạn có coi. Còn cái đây thoát thân lên này. Hồi mình đo cái hành ở dưới là 32, còn nó lên rễ thân nó lên 1 gang rồi các bạn. Đây là 27 này. Chỗ thân lên đây. Thoát thân lên đó. Còn cái cao này là tới 1,8 m nha các bạn. Tại cái dây đo của mình nó hơi ấy nên là mình báo các bạn luôn. Coi là bông rất là nhiều luôn. Kính tàng, để mình kéo lại mấy cái búp cho các bạn coi đây. Đây là mấy cái bung trước này. Đó, thấy không? Bạn coi này. Cái này mà nó ra bông này thôi chứ không còn chỗ nào để chơi đúng không ạ? 8 triệu cho em nó nha các bạn. Giá chưa bao gồm ship. Mình báo là để cho các bạn mua đó. Đây. Một cây vàng tây rồi không cần phải kéo nữa các bạn. Đó. Bạn coi này. Đó. Búp đào. Đó là mấy búp sớm á. Cái cây này mà thêm cỡ 5 ngày một tuần nữa là nó bung hết lụa như như mấy cái sớm này là nó kín coi luôn rồi các bạn. 8 triệu cho một cuộc tình nha các bạn ơi. Số điện thoại mình có đưa trên màn hình đây. Nhanh tay mà liên hệ với mình nha. 0399 300019 nha các bạn. Cây này đang ở Quy Nhơn nha. Chỗ công ty mình làm. Ở nhà mình không có trồng được cây tàng quá. Nên là mình có nó tận dụng cái không gian ở công ty này. Rồi mình có trồng mấy cây. Cái này chơi kịp Tết luôn các bạn. Đó. Nó khá là cao luôn. Cái này cao 1,8 m đến 2 m nha các bạn. Mình lưng lưng là 1,8 m nha người. Nghĩa là hơn 1,8 m các bạn. Cái nó chốt lên rất là đẹp luôn. Đó. Không. Coi này. Coi bắt đầu bung lụa này. Còn dàn búp là thôi nó búp giá mang luôn hả, không có chơi vào đâu nữa các bạn. Ưu tiên nha các bạn nào gần nha, tới qua lấy và kéo về chơi luôn Tết luôn ha. Có mấy cây công trình này, những cây này đem về cái bỏ sân biệt thự rồi lúc là quá đẹp luôn các bạn. Một cây gọi là nói thiệt chơi Tết là đúng đẳng cấp luôn các bạn, bông rất là nhiều. Cái này là mình làm cái bồn nấu luôn là các bạn cứ qua lấy về thôi chứ không không phải lo đâu ạ. Nó nằm trong cái bồn bó cục đất bự rồi ha, không có chết đi đâu cũng không có phải sợ đây. Bạn nào ví dụ có không muốn trồng bồn rồi thì bạn giờ có thể là không trồng đất thì bạn có mua cái chậu bự bỏ vô luôn nha. Rất là nhiều luôn. Mình quay sớm nữa mà mình giao lưu cho các bạn nào chơi Tết thì có thể qua lấy về chơi ấy. Coi bạn búp, búp rất là bự luôn.
bông bao đẹp nha các bạn. Ok, Mai Dâu nha, Bình Định nha. Khá là đẹp nha bạn. Bạn nào liên hệ nhanh tay liên hệ với mình nha, 0399 300019 nha, số điện thoại mình có đưa trên màn hình nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất nha các bạn. Rất là vui là các bạn thời gian qua đã theo dõi mà giao lưu với mình. Cái kênh của mình là phát triển như ngày hôm nay là cũng nhờ một phần là cô các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạo này gần Tết nên là mình không có đi lấy phôi Hải Châu không ạ. Như là xem trái thôi giao lưu với các bạn. Hẹn các bạn là qua Tết nha. Thời gian nó rảnh rỗi nó nhiều hơn thì mình sẽ sắp xếp và mình đi mình giao lưu với các bạn. Chào và các bạn cho giá rất là hữu nghị và phải chăng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.